Điều 2, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền dân sự. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo các hiến pháp và pháp luật. Quyền dân sự chỉ có thể hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn. Article 2. Recognition, respect, protection and guarantee of civil rights. 1. In the Socialist Republic of Vietnam, all civil rights are recognized, respected, protected and guaranteed under the Constitution and law. 2. Civil rights may be limited as prescribed in law in exceptional circumstances that due to national defense and security, social safety and order, social ethics and the community's health.